pump up the bassline. Tất cả các bạn nha, thì trước mắt các bạn đây chính là combo DJI Avatar 2 giá khoảng 28 triệu cho tai điều khiển V3 nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục test cái tầm điều khiển trên con DJI Avatar 2, coi coi nó bay xa nhất có thể là bao nhiêu nha các bạn. Thì hôm trước mình test đó thì nói chung là thời tiết cũng không có thuận lợi các bạn, với lại pin thì sạc không có đầy nữa, cho nên là nó chỉ bay được tầm khoảng 3 mấy km à, đi về tầm khoảng 7 km thôi. Nó thì hôm nay thời tiết đẹp mà nè các bạn, cũng như mình đã sạc pin đầy đủ nè, thì mình sẽ test lại một lần nữa cho các bạn yên tâm xem con DJI Avatar 2 này bay được bao nhiêu km so với tai V3 này nha các bạn. Combo giá khoảng 28 triệu nha. Ok, thì không để các bạn chờ lâu, bây giờ sẽ tiến hành bay test nha. Ok, nó thì bây giờ sẽ tiến hành test lại lần 2 trên con DJI Avatar 2 này nha các bạn. Rồi ok, khởi động nè, lên nha. Ok, rồi thì sẽ băng qua hướng bên này nha các bạn. Đó, để coi coi test lần 2 này con DJI Avatar 2 này bay với cái tay V3 nó sẽ bay được bao xa nha các bạn. Đó, bây giờ sẽ tiến hành test cho các bạn xem thôi. Hôm trước thì do pin sạc chưa có đầy các bạn, cũng như là bay gió quá nhiều các bạn, cho nên là nó không có được ổn đó các bạn ơi. Đó, hôm nay gió nhẹ nè, cũng như là pin sạc đầy nè các bạn, để thử coi mình test coi nó bay xa được bao nhiêu km nha các bạn. Đó, hiện tại thì mình đang đứng ở một chỗ trống quá trời là trống luôn các bạn ơi, không thể nào trống hơn được nữa nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay đó, băng qua hướng bên này nha. Đó, thì hôm trước các bạn do cái con của mình nó chưa có kali á, cho nên là các bạn thấy cái đường chân trời nó nghiêng dữ lắm nha các bạn. Đó, hôm nay mình kali lại rồi nè, cho nên là các bạn thấy là nó đỡ nghiêng hơn rất là nhiều nha các bạn. Đó, ok. Đó, thì đây là một con Ron FPV Light Cam, cũng như là một con Light Cam Light FPV các bạn, cho nên là nó khá là ok các bạn ơi. Việc sử dụng con này để mà đi thăm ruộng cũng rất là lý tưởng nha các bạn, tại vì sóng của nó tốt, với lại pin nó cũng rất là trâu nữa các bạn. Đó, thì do con này nó đang bay ở tốc độ bình thường, cho nên là mình thấy cảm giác nó hơi lâu nha các bạn. Nói chung là combo luôn tay V3 giá 28 triệu thì mình thấy nó cũng rất là ổn nha các bạn. Đó, để mình chuyển sang chế độ sport các bạn ơi, cho nó nhanh hơn chút xíu nha các bạn. Đó, chứ chế độ này nó bay chậm quá chậm mà, cho nên là không biết khi nào mới về nữa các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ can sao mà mình bay pin còn 50% mình sẽ quay về nha các bạn. Ok, khá là hồi hộp các bạn ơi. Lần trước thì chỉ bay được có 3,7 km thôi. Đó, hôm nay để mình coi coi có tiến triển gì không nha các bạn. Con này sao ngộ các bạn ơi, pin sạc đầy luôn các bạn, nhưng mà mới bay được có hơn 1 km mà pin còn có 87% mà. Không biết là mình bị nhỏ hay sao các bạn. Đó, chứ bình thường thì pin cũng sẽ lâu hết lắm, mà sao cái cục pin của con mình lại mau hết vậy ta. Mới bay được có 1,4 km nè, mà pin còn bây giờ có 84% mà. Ok, thôi bỏ qua vấn đề đó, trở lại vấn đề chính các bạn ơi. Thì đây là một con Ron FPV Light Cam rất là đáng để trải nghiệm nha các bạn. Thứ nhất của nó là camera đẹp nè, sóng tốt pin trâu nè, có GPS mắt sóng tự bay về nè. Combo thì gồm được có 3 pin tặng kèm túi nè, Light Cam ở lộng Ron FPV thì được trang bị bộ nhớ trong nè, cũng như là kính thì xem rất là nét, rất là đã nè, có thể chỉnh cặn nè, sóng tốt pin trâu nè. Nói chung là anh em mà có tiền thì nên quất thử một combo này về trải nghiệm nha, chứ mình thấy là nó rất là ok nha các bạn. Nhưng bù lại á, con này thì nó không có thực tế giống như Ron FPV truyền thống nha các bạn. Có nghĩa là nó không có chế độ angle á, nó chỉ có hai chế độ thôi. Một là chế độ tự giữ độ cao giống như mình đang bay. Hai là chế độ acro luôn các bạn. Mà acro thì nó rất là khó bay nha, người mới bắt đầu bay á rất là khó luôn. Đó, cho nên là nói chung là anh em muốn dễ dàng
bay live cam ngắm cảnh như kiểu Ronin BV đeo kính á, thì Avatar 2 này đáp ứng được nha các bạn, rất là đã nha. Đó thì hình ảnh các bạn xem á, chỉ là video nãy giờ là DVR thôi đó, chứ mà hình ảnh mà xem 4K thì nó rất là nét, rất là đẹp nha các bạn. Đó, để mình ngóc camera xuống xíu nè, đó, nhìn cho nó đẹp hơn nha các bạn. Ok, hiện tại bây giờ độ xa bây giờ hơn 6.000m rồi các bạn ơi, quá là tuyệt vời nha các bạn. Đó, ok. Đó, thì nói chung bây giờ bàn vấn đề live cam với Ronin BV đi các bạn ơi, bây giờ nó lừa đảo lắm nha các bạn, cho nên là khi các bạn mua thì cũng lưu ý nha. Đó, nên lên YouTube xem cái sản phẩm mình cần mua để coi người ta review như thế nào, bên cạnh đó thì hỏi anh em review coi ở thời điểm hiện tại có đáng mua người đó hay là không, tại vì tùy từng thời điểm khác nhau mà mua Ron khác nhau nha các bạn, chứ không phải lúc nào thấy người ta quảng cáo là mua liền đâu nha, tại vì cái thời điểm đó nó khác, rồi thời điểm hiện tại nó khác nữa nha các bạn, nó có nhiều sự lựa chọn lắm, cho nên là các bạn cứ inbox Zalo của người review sản phẩm hoặc là inbox Zalo của mình cũng được, là 0988002232 đó, thì mình sẽ tư vấn chia sẻ đến tất cả các bạn chọn mua live cam phù hợp với nhu cầu và túi tiền của tất cả các bạn ở thời điểm hiện tại luôn nha. Wow, bữa nay bay thì như có tiến triển rồi nha các bạn. Đó, hơn 3,5 km rồi. Pin còn 64%. Wow, vậy là nãy giờ mình đánh giá sai pin các bạn ơi. Pin cũng rất là trâu nha các bạn. Đó, hiện tại giờ mình đi băng bay đi xa mút chỉ luôn các bạn ơi. Đó, sóng HD bây giờ có phần chập chờn nhẹ rồi. Đó, thì do mình chỉ set độ cao bay có 120 à. Đó, cho nên là để mình set cho nó cao lên chút xíu các bạn. Mình lên 200 đi. Ok. Lên 200 nặng mình đẩy độ cao lên thêm cho sóng nó tốt rồi nha các bạn. Rồi. 4.500m rồi các bạn ơi. Đó, để mình cố đẩy thêm một chút xíu nữa coi. Coi coi em nó như thế nào nha các bạn. Wow, nếu đủ 5.000m mà pin còn 50% là mình cũng nên quay đầu các bạn ơi. Wow wow wow, lên cao quá gió rồi các bạn. Lên cao quá gió rồi. 4.800 rồi các bạn ơi. Wow, phải nói con này sống tốt pin châu là có thiệt nha các bạn. Ok, gắn nhích 5.000m là mình quay về liền các bạn ơi. Rồi, mát 5.000m rồi. Lui về, pin còn có 50% mà các bạn ơi. Không biết có về kịp không các bạn ơi. Quá là hồi hộp nha các bạn. Đó, DJI Avatar 2 bay tặng 5.000m, đi 5.000m về, 5.000m là 10.000m nha các bạn. Để coi coi về 10.000m pin còn không nha. Đó, thì hiện tại thì mình không có quay đầu các bạn. Mình bay lui về luôn cho nó chắc ăn các bạn ơi. Wow, nắng quá nắng rồi các bạn ơi. Nắng dữ lắm rồi nha, nóng da luôn rồi đó. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó, test cho các bạn xem á, là hồi hộp cũng như là rầu thúi ruột đó nha các bạn. Đó, cho nên là nhớ like và đăng ký kênh nha. Mua live cam hay Ronin BV á, nhớ inbox qua Zalo của mình là 0988002232 nha các bạn. Đó, ok. Quá là tuyệt vời các bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình đang lui về nha các bạn, tầm khoảng về mình 1 km thì mình không quay đầu các bạn, lúc đó nó mới an toàn nha, chứ đang bay xa mà quay đầu sợ sóng nó kém, nó mắc sóng là ăn cám nha các bạn. Mắc sóng cũng chưa ăn cám nữa các bạn, mắc sóng nó tự return to home, cho nên là các bạn yên tâm nha. Ok, wow, quãng đường bây giờ còn 4.000m, pin bây giờ chỉ còn có 42% thôi các bạn. Đó, không biết em nó có về kịp không nha các bạn ơi, khá là hồi hộp các bạn ơi. Đó, ok, rồi về 3.700 à, để mình quay đầu thử coi. Ok, sóng vẫn còn tốt các bạn. Rồi, bây giờ sẽ băng về thôi các bạn ơi. Thời gian bây giờ còn bay được 6 phút nữa các bạn. Pin còn 39%. Đó, không biết 39-38% này về với khoảng cách là 3.500m, không biết em nó có về kịp không nha các bạn. Nói chung là khá là hồi hộp các bạn ơi. Yeah, về Trường ơi, đâu rồi Trường? Đó, canh me nè, chút xíu coi nó dài không kịp thì chạy đi lụm tiếp chú Lộc nè.
đó. Nói chung cái con này nó cũng rất là hay các bạn, khi mà các bạn bay xa đó thì nó sẽ báo lên trên cái màn hình khi mà pin nó can cho các bạn luôn. Nếu mà nó can rất là hay các bạn, có nghĩa là các bạn bay xa nha, cảm giác như là pin nó không đủ bay về á, hoặc là nó muốn cho các bạn an toàn đó, thì nó sẽ kêu các bạn return to home lên đó, thì lúc đó các bạn return to home thì nó sẽ an toàn. Còn các bạn cố bay miết giống của mình đó thì nó rất là hên xui nha các bạn. Ok, nói chung là quá là đã các bạn ơi. Cảm giác bay test xa một con Leica nó rất là phê nha các bạn. Thì việc bay xa hay gần thì nó còn tùy thuộc vào điều kiện môi trường thời tiết cũng như là độ khuất hay là chống chảy nha. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở một chỗ rất là chống chảy cho nên là sóng của nó rất là tốt nha các bạn. Đó, con này phải nói là đi thăm ruộng hay này kia thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá là đã nha các bạn. Đó, chữ H xa xa kia là chính là điểm home đó các bạn. Bên bây giờ còn đúng 27%. Đó, bây giờ mình sẽ hạ thấp độ cao xuống cho nó ít gió cản gió các bạn, rồi mình bay về nha. Nó lúa bây giờ gặt hết trơn rồi cho nên là người ta, các bạn thấy không, nó đang chuẩn bị cho mùa vụ mới nè các bạn. Ok, còn 2 km nữa, biên còn 3 phút thì nghĩ là chắc lẽ về kịp các bạn, tại vì tốc độ đang bay là 14 m/giây nè, quá là phê luôn các bạn ơi. Wow, một đàn chim én nó đang rượt theo. Wow, không biết kịp không đây. Còn 2 phút nữa, bây giờ độ xa bây giờ là 1600 m các bạn. Mình nghĩ là có khả năng kịp các bạn, tại vì tình hình này nó quá là tuyệt vời các bạn ơi. Cảm giác phải nói là tuy là nắng thì các bạn gác chân luôn các bạn, nhưng mà bay được một cái clip phải nói là rất là đáng để cho các bạn xem đó, thì cũng rất là ok nha các bạn. Đó, thì việc bay xa như thế này thì không có khuyến khích nha các bạn, chỉ khuyến khích cho những anh em nào mà dư tiền, hoặc là những anh em YouTuber các bạn, người ta quay YouTube người ta có tiền, hoặc là tấp lên mạng người ta có tiền, thì như mình đó thì mình mới liều mạng test bay xa thôi, chứ tốt nhất là các bạn thì không nên nha các bạn. Nên bay trong cái tầm kiểm soát rồi nha các bạn, bay trong tầm khoảng 1-2 km trở lại là an toàn rồi, chứ mà bay xa như mình nó thì không có nên các bạn. Đó, bây giờ còn 1 km nữa, pin bây giờ còn 15%. Đó, thì mình nghĩ em nó về kịp các bạn ơi. Wow, khá là bất ngờ với con Avatar 2 này nha các bạn. Đó, em nó đang bay về. Đó, thì hôm trước như mình đã chia sẻ các bạn, do cái con của mình nó quá nghiêng rồi, do mình chứa kali các bạn. Bây giờ mình kali thì nó đỡ nè, tuy là gặp gió thì nó, nhưng mà nó cũng không có nghiêng nhiều lắm. Đó, bên còn 13%, tầm điều khiển bây giờ là còn 700 mấy chục mét nữa, thì mình nghĩ về kịp các bạn, tại vì con này phê mà. Đó, con này nó rất là ok các bạn, pin nó khá là trâu nha. Đó, thì cái chữ H trước mắt các bạn là mình đang đứng ở đó đó, quá là nắng luôn các bạn ơi. Đó, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ thầy Lộc Leica nha các bạn. Mua Leica hay Ron DBV inbox qua Zalo của mình là 0988002232 nha. Bên cạnh đó thì để mua con DJI Avatar 2 này, các bạn có thể liên hệ shop vchannelstore.com, đập badge là Magic Kim Guni, các bạn sẽ được giảm giá nha các bạn. Ok, về tớ rồi các bạn ơi, bên còn 9%, khoảng cách bây giờ đang là 200 chết cha, nó kêu landing, vừa về tớ luôn các bạn ơi. Vừa về tới luôn nha các bạn. Wow, quá là tuyệt vời các bạn ơi, vừa về tới luôn. Yeah. Trời ơi, khá là bất ngờ nha các bạn. DJI Avatar 2 bay đi 5000m, về 5000m là 10000m nha các bạn. Vừa về tới kịp luôn.
Đó, để mình coi coi pin bây giờ còn bao nhiêu phần trăm. Còn 4% các bạn ơi. Quá là hồi hộp nha các bạn. Tưởng là về không kịp ăn cắm heo rồi, nhưng mà không ngờ DJI Avatar 2 này quá là tuyệt vời các bạn ơi. Thì ở video này mình chỉ khuyên các bạn là nên bay trong tầm kiểm soát nha các bạn. Việc test live cam như thế này á, để cho các bạn biết được rằng sắm con DJI Avatar 2 này so với Tai V3 nó tốt như thế nào thì các bạn. Chứ các bạn bay đi xa như mình á, mà ngắm cảnh một cái nữa là về không kịp nha. Có nghĩa là chúng ta bay đi 5 km là phải quay về liền đó, chứ nó đứng nó ngắm cảnh một chút xíu là về không kịp nha các bạn. Cho nên là chúng ta nên bay trong cái tầm kiểm soát là từ 1 đến 2 km trở lại thì các bạn ơi là đã thấy hết toàn bộ khung cảnh rồi. Cũng như đi thăm ruộng thì cái ruộng cũng đâu có bự nữa đâu các bạn. Tầm khoảng 1 2 km cũng là ok rồi các bạn ơi. Đó, quá là tuyệt vời nha các bạn. Ở DJI Avatar 2 này các bạn có thể mua bên shop vchannelstore.com, đọc bát là Magic Kim Guni sẽ được giảm giá này các bạn. Ok thì quá là tuyệt các bạn ơi. Dù là tai điều khiển V3 này không có anten lú ra ngoài nhưng mà sóng sánh của nó O4 phải nói là quá là tốt các bạn ơi. Xa vải chưởng nha các bạn. Quá là tuyệt rồi. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ thầy Lộc Live Cam nha các bạn. Đó, thì các bạn muốn mình test như thế nào về con DJI Avatar 2 này nữa thì cứ comment bình luận bên dưới nha. Hôm trước thì mình chỉ bay được có khoảng 3,7 km thôi. Hôm nay bay 5.000m, về 5.000m là 10.000m nha các bạn ơi. Quá là tuyệt vời nha. Yeah.